và Vũ Mai Chích Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, đây là cái mặt hoa của cây cúc VIP nha cả nhà, hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Hoa rất là đẹp luôn nha. Thường thì vào cái mùa Tết á, chúng ta nhìn hoa nó rất là đẹp, hoa to và hoa chùm luôn nha cả nhà. Còn cái này thì nó chỉ ra có một hoa thôi, hoa gió đó, cho nên là hoa nó cũng không bự lắm, nhưng mà em thấy cũng rất là đẹp. Đây, ba ngón tay em đặt vô ha, cả nhà thấy đây, nó có nhiều cánh ha. Và đặc biệt là hoa này rất là đẹp luôn nha. Đây là cúc VIP nha cả nhà, hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Rồi, xin mời cả nhà ngắm hoa nha. Chào cả nhà nha, và hôm nay em được tầm khoảng 20 cây cúc VIP thôi nha cả nhà. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Em cũng bán với giá là 250.000 một cặp thôi nha. Và cây cao thì cũng tầm khoảng một gang tay của em thôi nha cả nhà. Nếu mà ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha. Để có sở hữu cho mình một cái giống mai là cúc VIP ha. Hoa rất là to, rất là đẹp luôn, nhiều cánh ha. Màu vàng thì sặc sỡ luôn nha. Rồi, đây là cúc VIP còn gọi là cúc tri kỷ nha cả nhà. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha. 250.000 một cặp, em bao phí ship luôn. Và em ship từ một cặp trở lên ha. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.